Vừa rồi anh chị các bạn đã xem một cái clip em quay chi tiết kết quả bẻ sữa mai ở vườn mai chú Sáu Bình Dương anh chị. Tứ quý ghép siêu bông Sài Gòn dán gió lùa. Trong thời điểm này thì rất nhiều anh chị các bạn, nhất là những anh chị mà chơi mai ghép, thì đang quan tâm tới là những cái cây hai của mình khi ra thì nó sẽ xử lý như thế nào. Ví dụ như đối với cây gió lùa này thì chào chú Sáu Bình Dương nha. Chào hết bà con anh em. Dạ. Đối với cây gió lùa này là hồi như cái clip trước là chú Sáu có nói là mình đang ra cây hai mà không bấm luôn. Không bấm. À, mình chơi. Lý do sao chú Sáu Bình Dương ơi? Mình phải ra cho mình đi heo cho nó heo nó đúng cái chuẩn của mình rồi mình mới bấm. Không? Như cái chuẩn của những cây gió lùa này là chuẩn nó làm sao chú sao? Nó ví dụ cái tầm của nó tự trong đây mà nó ra dưới cái dáng nhìn của mình mà cái thằng ở dưới đây mà nó phải dài để cái mà độ ra khoảng gần 1 mét á là trên nó sắp dài lên tới trên là rất là đẹp. Cỡ 90 không? Cỡ 90 1 mét á. Cỡ này đó. Cỡ 90 80 cũng được. Thì mình mới là ngắt cái những cái hàng dài này bắt đầu ngắt bậc thang lên đó. Mình ngắt bậc thang lên. Bậc thang lên là nó đúng luôn của nó. Thôi mình để 90 đi cho nó số 9 cho đẹp chú Sáu Mai ơi. Cái này nó cũng chạy như nó là này nó mới được cỡ 70 rồi, 6 mấy rồi, 70 à. Nó ra cân nữa là được rồi. Cân vậy là mình cho nó ra cây 3 nữa phải không? Cây 3 nữa bấm là vừa luôn á. Như cây này là bữa nay là nãy chú Sáu nói là mình chưa mới cho một đợt phân thôi mới một đợt phân hữu cơ à. Bây giờ nắng không dám cho nó ăn tại ăn là nó nắng là nó cháy lá trên lưng hết á. Đạm nó không cho dám ăn đạm chứ mà đổ mưa dài dài cho ăn đạm là nó mạnh lắm nó lên nó phát lẹ lắm nắng quá mà. Nhưng mà lá là em thấy vẫn còn hơi nhỏ phải không? Không, nắng này là vậy là tốt quá rồi. Khi mà mình cho đạm nhỏ vô là nó còn phát nó, ra phải không? Phát ra, mưa xuống nó bự lên. Của mình là xài phân hữu cơ là của nào vậy chú Sáu Bình Dương ơi? Thường thường xài của Hà Lan nhiều. Hà Lan, lát nhớ cho em Bình nha. Đây. Đây á, đây, cân 2 đã bấm rồi nè. Bấm cân 2 mình chừa 3 ngọn nè. 3 cái đọt này nó ra nữa là nó dài ra nữa là tới đây luôn á. Là 3 cái ngọn này là nó bít luôn á. Em thấy 4 luôn rồi nè. Con thấy 4 luôn nè. Thì nó cho mình là nó lấy được cái 3 cái ngọn này ra thôi nè. Ở đó. Nó thấy chưa nó nè, mình bấm rồi nè, đã bấm rồi nè. Rồi chỗ đó bấm rồi để là 3 đoạn. Đó. Những cái mà nó ngắn mình không bấm để khi mình ra mình sửa mình bấm. Còn nó thằng nào ra dài là bấm nè, chứ chừa 2 cũng được. 2 thôi. Thằng nào hụt thì 3. Nó thường thường thì chừa 2 thôi. Là nó đi cặp 2 nữa là ok nè, thấy chưa nó sắp ra nè. Đây cũng vậy nè. Là nó ra cái là nó phủ kính lên luôn á. Nay giờ em xem cái cây này để giờ em thực hành cái cây của em anh chị ơi. Em cũng có một con sư tử đá nha. Giờ em thực hành. Cái này để dài dữ vậy ta. Cái này mới đầu mình bấm tết đây nè. Cái này là mình theo cái chi của nó mà. Mình sửa nữa sau này mình sửa nhuyễn lại nè, thấy không? Là nó lắp lại hết nè, thấy không? Nó đi mình nếu đi kẽm là mình lý qua là nó ba cái này mình đi là nó bít là hết nè. Nó đều hết. Nè như vậy là mình bắt đầu là bấm được rồi nè. Đó, giờ mình bấm tới đây bỏ hết nè. Đầu chú Sáu có cái kéo không? Không khỏi, đây thì được con em đây. Giờ bấm luôn chưa? Họ bấm chi vậy mình để tay gì là biết rồi. Cái mấy cái ngạnh trê là chừa mấy ngạnh trê là không. Cái khúc hoài là bấm bỏ. Bấm đều là hết. Giờ chú Sáu không biểu diễn cái cây bấm nào đi. Thôi giờ bấm chi mà vậy để vậy biết bấm rồi đây nè mình chỉ về cũng được rồi nè, cần gì phải đi kéo đi dao chi. Đó là mình đã bấm vậy đó. Cái này là mới bấm nha nè ha. Mới bấm. Nhánh này đi ra cũng cỡ giờ là mới bấm có cơ hai thôi. Thì cái cơ hai của nó ra là nó vừa ra là mình bấm bỏ cái mình lấy cái có khúc đầu bỏ cái cơ hai đầu là mình bấm mình lấy này. Cái này mày cơ một ở đâu ta em không thấy ra. Cơ một của nó thì nó ra tới đây nè, nó là tới đây nè. Thấy không? Rồi bắt đầu là nó bắn cơ hai ra nè, nó từ cái chân ba này nó ra nè. Học cái cơ một nó ngắn lắm. Cái một là mình để cỡ như cây này cỡ 10 phân 10 cm mấy là cái cơ một nó ngắn lắm mà cái cơ hai nó mới dài.
Tại khi cái cây một đó là mình phải giật lá mình bỏ. Cây một bây giờ ở cái cây nhà em giật tới đây luôn được không? Giật lá hay giật gì? Cắt nó tới đây luôn nè. Được thôi chứ gì, mình làm rút. Rút ngắn không? Hơn cái này à, ngắn nữa cũng được thôi gì. Ngắn bình thường phải không? Bình thường. Rồi cái khu ở dưới kia em thấy còn dài lắm. Để ha. Nãy vườn chú Sáu Bình Dương có lễ hội anh chị. Nhưng mà có cái là bà con anh em nếu mà mai đừng có để cái xà đùi ở trong này, là tôi đã móc hết rồi nha. Móc bỏ hết rồi đó. Nó mới trống vậy chứ nó đặt cứng lên luôn. Đó mình rong lá luôn rồi. Rong rong hết rồi đó. Đây nè, cái cây này là hôm rép hôm là mùng 10 tháng chạp nè. 10 tháng 12 á. Ừ. Thì 19 rép cái kia là ta chỉ mày ra đó. Hai cây mà ta chỉ rép đó, bữa rép thằng kia là mấy ngày sau chỉ là thằng này ta tháo bịch ra đó. Vậy là thằng này là được 4 5 tháng rồi. Ờ. Rồi là đi kém lần hai nè. Này bấm bỏ hết rồi nha, bấm mấy cái cơ đó đầu rồi bấm hết rồi đó, không có để. À. Cho nó tròn á, cái cây tơ mình không có cho nó ra dài nữa. Cho nó tới đó là vừa chơi Tết á. Tết này là chơi mát rồi. Mấy cây này là hôm trước ở cận Tết là mới ghép thôi nè anh chị. Mới ghép hồi cuối năm á. Cây này đang còn trống quá mà. Cây sáng mới dọn nè. Cái cây nào đó đang rậm lá quá kìa. Trời ơi, bỏ hết hai phần rồi đó. Vậy hả? Bỏ hết hai phần rồi đó, hôm đó thấy ghê lắm kìa. Thằng này siêu bông luôn hay gì? Không, thằng này này thấy lá khác nha. Thủ đức đột biến. À, này thủ đức đột biến hèn chi mà, thấy lá khác. Nó rậm lắm. Tỉa bỏ nhiều quá luôn á. Thủ đức đột biến lá. Lá của nó rỉ xỉa sợ. Nhìn nó khác siêu bông Sài Gòn ha anh chị. Đặt ghê ha. Đặt đó. Cây này bữa chú Sáu ghép được mấy cây? Nào cái này hả? À, siêu bông Sài Gòn, ấy anh siêu bông Thủ Đức đột biến á. Cũng ghép được thằng nào mà thấy có dáng ghép nè, này nè, mới ghép nó nè. Này mới ghép nè. Này mới khăn mấy nè. Đó mới ghép á. Như thằng này dáng chật. Chật. Dáng chật thì cái này chắc mình bấm được rồi ha. Chưa, cái này để cho nó già cái chân của nó rồi mới dọn mới sửa được. Cái này là mấy tháng rồi? Mấy con tháng mấy gì nè. Mới cái tháo bịch đây cũng 2 tuần. Mấy tháng mấy mà nó ra bự như vậy vậy hả? Ừ. Nó lẹ lắm. Này nó đây còn xanh nè anh chị. Đợi cho nó già cái già cái đọt này phải không? Bỏ hết mấy cái ngạnh trê này, lấy cái của nó thôi, mình mới sửa theo cái ý muốn của mình. À. Đâu đây có cây nào mà mình lấy tay mình ngắt được không chú Sơn? Mình ngắt làm cái gì? Như cây này phải không? Cây này là chuẩn bị ấy được phải không? Chuẩn bị sửa nè. Nhưng mà sửa nè. Như cái thằng này là phải sửa cho nó đủ cái chi của nó, là mình sửa tới đây là mình bấm nè. Cái đọt mình bấm bên ngoài cái đầu này không? À. Tại vì mình đi cho nó như vừa thả ra, mình đi cho nó vừa cái mí, cách mí này của con này nè. Đây này nó tơ á. À. Ừ. Rồi mình phải canh trước sau với nó, nó trước đó 2 tháng. Vậy tính ra là khi mà sửa vậy là chú Sáu phải xem kỹ cái cây lắm ha. Nghĩ chứ, phải coi kỹ. Đúng không? Ừ. Chứ không phải ngắt bừa luôn không? Không, phải ngắt bừa đâu anh chị. Mình sửa xong rồi mình mới bấm nó mới đúng ni của nó. À. Giờ mình bấm là nó hụt. Bây giờ bấm là nó hụt phải không? Ờ, nó hụt nhiều khi có cái mình đảo qua, mình rút vô, mình đảo ra nó hụt. À. Khi mà mình đảo xong rồi hết á, rồi càng nào nó dư mình mới bấm. À. Tức là mình lên kẽm luôn. Ờ, lên kẽm luôn á, nào dư mình bấm. À. Nó tròn cái mấy cái tán của mình chứ. Rồi, vậy là giờ cây nhà em lên kẽm luôn. Hôm bữa làm hôm bữa em bấm trước một cái rồi, bây giờ phải đợi ra nó dài dài nữa. Ừ, ra dài. Đợi ra dài mới được nha anh chị. Mà nhớ dọn ở trong cho trống nha. À. Đặng nó mới bắn ở ngoài chứ để đu ba cái lá ở trong là không được. Vậy là anh chị nhớ chú ý khi mà mình dọn ra cây 2 hoặc là cây 3 là ở vườn chú Sáu Bình Dương là không có để gì bấm liền đâu nha anh chị. Là phải ra ly ra
lên thế lên đồ hết rồi ha. Cây này mới sửa đây rồi bắt đầu mới bấm. Cây này mới đó, đó là rép dằn nước đầu nay mới nay khoảng 4 bữa ghê không? À, dằn nước đầu tiên là 2 tháng đúng không? Ừ, 2 tháng á. 2 tháng. À, dằn nước đầu. Cái này thì vẫn chưa bấm nè. Chưa. Không có bấm, mấy đó chỉ dọn chân nữa thôi. Dọn chân ở trong nó thoáng bên trong ha. Ừ, thoáng bên trong rồi à, mình sửa nó mới rõ nét được. Vậy là anh chị thấy chú Sáu Bình Dương làm kỹ không? Không có đơn giản đâu. Không đơn giản cứ cầm kéo cắt cắt xẹt xẹt xẹt, xẹt đâu. Xẹt ba cái đầu tàu lao cắt chứ à, đồ ấy đâu có cắt được. Rồi. Đây nè, như thằng này có cái nó quá dài luôn mà cũng không dám cắt. Tại vì mình giờ mình sửa cho nó đúng niên của nó, thằng bay mà sửa cho nó đúng cái bay của nó đàng hoàng, nó đủ đàng hoàng rồi mình mới cắt. À, nó dễ sợ không nè. Ừ, dễ sợ cho anh chị vậy cũng chú Sáu cũng chưa cắt gì luôn nè anh chị thấy không? Để sửa xong rồi mình mới cắt được chứ. À, vậy hèn chí giờ em phải bẻ kẽm lại cái cây của em liền. Đây nè đó, sửa một cây này nè, đó nó à, dài đến mức độ mà không thể tưởng luôn nè. À, đó đó bấm vô á, bấm vừa đây nè, nó cái này là anh bấm ốm chưa? Chú Sáu bấm chưa? Nè, bấm tới đây nó tới đây. Nó ra tới đó phải không? Ừ. Nè bấm vô nè, khiếp lắm. À, ra tới đó mà mình bẻ kẽm xong mình mới bấm vô. Đó, mình bẻ kẽm nó rút ra vô chứ bộ. À, rồi cái nào nó dư, cái nào nó thiếu, rồi cái nào nó ấy là mình mới bấm, chứ không có bấm nó so le sao nó hịch, nó hụt hụt. À, nó bị lõm vô đó. Rồi rồi, em hiểu rồi. Ừ. Đó, anh chị thấy chưa? Cái cây này trước nó ra thêm cỡ 20 30 nữa. Ừ. Ra nè, tới đây. Là lúc trước nó y như này đó. Đó vậy đó. Y như này ha. Ờ, lần đó này chưa làm gì hết à. Chưa đó, chuẩn bị làm đó. Đó, đây có mấy cọng kẽm chuẩn bị nè. Đó, ghê lắm. Chuẩn bị vô kẽm mà. Cho nó vô thế hết rồi mình mới bấm ha. Ừ, đó. Đó. Rồi. Một kinh nghiệm quá quá hay quá tốt anh chị ơi. Đó. Dài. Cái này như thằng này là có bấm nè, mình bấm thằng nào mà nó quá mức dài rồi mới bấm cho mấy thằng kia nó vượt ra nè. Đây này mai này là nó mai đó, nếu mà Tết này nó được hai mùa. Dạ. Là mình phải làm cho nó rút cái cây lại một chút là mình bấm thằng nào mà nó qua ra dài quá mình bấm. À. Nhưng mà bấm trong giới hạn để mình khi nào mình chỉnh sửa lại nó vừa đủ đúng không? Chứ không bị hụt đúng không? Dễ hụt. Mà khi nó hụt là mình sửa chỗ đó nó bị lõm, nó là phải rút lại toàn bộ cây luôn á. Ừ. Đúng không? Đúng rồi. Mình phải rút lại toàn bộ cây luôn mới được anh chị ơi. Nè nó thằng này nó ra nó dài hay cơ hai nữa nó dài ghê không? Nè nó cái đi cơ hai nữa nó dài đến để coi từ trên đây nó ra 1, 2, 3 là 7 tấc rồi. Cơ hai mới ra 7 tấc rồi. Nó thằng này xuất sắc không? Ghê không? Có mấy vườn mà bây giờ từ ra luôn tới cơ 3 luôn rồi chú Sáu Bình Dương. Cơ 3 đâu rồi, cơ 3. Chưa. Người ta rút liền á. Cơ 3 đây nè, nó ra cái này không chứ nè, nó như vậy là bấm mà nó ra vậy là 3 nè. À đó. Đó, bấm lại ra 3 nè chứ có gì. À, khi mà bấm rồi bắt đầu nó ra tiếp đúng không? Ừ. Đó bởi vì mình để mình hạn chế bớt cái thời tiết mà nó nắng quá, mình cảm giác là cái cơ 3 đừng cho nó ra sớm quá. À, tại vì bây giờ bấm này mà mấy bữa nay là có bấm con này nó chuẩn bị nó ra cơ 3 nè. Cái này kêu nó ra 3 lần kêu cơ 3 đó. Dạ. Hiểu không? Dạ. Nè như cái thằng này mình không bấm thì mình để cho nó đủ dương này. Thấy chưa? À. Vậy là trước khi bấm là mình phải xem lại cái cây ha. Phải xem chứ. Phải xem lại định hình lại cái cây chứ. Giá trị của mình, giá trị của cái cây đó anh chị. Như cái cây này là mình, cây này chưa gì luôn ha. Cây này mới tỉa ba cái dài ra tỉa thôi. Mới tỉa sơ thôi chứ cũng chưa tỉa ấy ha. Vậy cây này khoảng khi nào chú Sáu Bình Dương mới lên kẽm nó rồi mới bấm nó? Cái này thì mình cứ đây mình cứ làm thôi chứ. Làm chừng nào tới đó là làm đó thôi chứ. Cái này chắc làm trễ nhất luôn ha. Cái này hồi Tết là trị giá 1 tỷ nè anh chị. Năm nay là thêm 1 năm nữa, già thêm 1 tuổi nữa. Nè mấy cái cây này mới ghê nè, thấy không? Đúng rồi. Cây này. Này nó mới ra cơ 2 không? Bữa hổm nó bị khựng đó. À. Nó bị khựng là không biết.
thời tiết hay nào mà nó ép cái chậu là nó khô mà tứ nước làm sao nó cũng không rút, mới hụt chậu đó là nó bung ra nó mức độ này nè. Cái này cao 2 mét anh chị, cây này là quay nhạo dữ luôn á. Cây này năm nay thôi hết nấu luôn, quay nhạo là em quay cho anh chị xem quay nhạo nó nè. Đây nè, cái nhạo nó dòm ghê lắm đó. Gốc của nó nè, ghê chưa? À, quay nhạo phải gốc dữ mới được nha, gốc bình thường không ấy nha. Qua đây cũng vậy nè. Ừ, cái này cặp nó. Đây cũng quay nhạo luôn nè, đó. Cặp nó luôn. Cái này chưa cũng mới ghép mà không chú sáng mà ghép nó phơ mà. Phơ mà. Đây. Gốc dữ lắm anh chị. Vậy là tiêu chí ở chú Sáu Bình Dương là không cần vội vã nhưng mà phải đẹp nha. Không chú Sáu. Ừ. Không đó cần vội vã. Phải đẹp. Giữ cái cây ra là ngắt cái cơ 2, cơ 3 là nó phải chuẩn. Này cho vô form. Lại Hồng lại quay cái cây mai này dồn Hồng năm rồi nó hôm Tết là nó bông rồi nuôi. Nhưng mà nó tơ nó mới có mấy tháng mà năm nay là chạy vừa nó 8 tháng rồi đó. Giờ à, hết hồn. Trời ơi. Cây này cũng đang bẻ tự nhiên chưa có bấm gì phải không ta? Chưa sửa. Chưa sửa gì luôn nè anh chị, cũng ra một đùi vậy nè. Ờ chuẩn bị sửa đó. À. Để cho nó cứng đàng hoàng mới sửa. Này sửa đi kẽm lớn luôn nè. Cái này là đi sửa ra là vô nó nằm trong cái chậu này nè. À, nữa hai qua chậu à, cho chậu đó luôn. Ừ. Để nữa hai chậu đó. À. Chú Sáu Bình Dương đứng kế đó thì em cho làm tấm hình cái nè. Nè ừ. Cây này là đưa qua cái thằng này là cái tiểu cảnh nè. Đó ha. Ừ. Tự nó dài lắm, nữa cho nó dài tuốt ra hoài luôn. À, đẹp không chị? Cây bài ha. Cây này vẫn còn đang bẻ. Đang còn tự nhiên với dài ra dài nha ha. Tự nhiên này. Ở nơi như cây này dài lắm nha. Dài lắm. Cái này dài chắc cỡ 80 nha anh chị. Ờ 80 rồi. Cây này đang để dài ra 80. Đó. Sửa khoát bột và cho nó đúng mức của nó luôn á. Nhưng mà hình như cái thằng siêu bông Sài Gòn này có cái lợi thế, mặc dù để ra dài vậy nhưng mà nó vẫn nhánh nó vẫn khích phải không? Vẫn khích. À, nhánh vẫn khích anh chị. Nhánh nó ngạnh trề dữ lắm. Hả? Em bữa em nghe nói nếu mình bỏ cái gì vô nè ta, bỏ DAB hả ta, bỏ DAB vô là nó bị thưa cái nhánh phải không ta? Không phải đâu, chứ không cô không phải đâu. Bỏ cái gì mà nó dưỡng ra nó đi đọt nhiều mà nó thưa nhánh cái gì đó, em quên người ta. Bỏ DAB hay gì á? Không biết gì mình làm mình nó khác nhiều với anh em cũng làm mai này với làm mỗi một cái người làm một cách khác nhau hết đâu. À. Mình chẳng hiểu cái gì, mình cũng đâu dám nói, mình nói người ta đâu nghe đâu, mình nói. Rồi khoảng khi nào mình mới vô đợt khoảng hữu cơ tổng cộng mình vô mấy đợt chú Sáu mình vô? Bây giờ là chuẩn bị giờ nó hết phân rồi đó, nó lá rồi cây rồi nó cứng ngắc rồi nè, cái kiểu này là kiểu hết phân rồi đó. Là chuẩn bị cho ăn nữa mà phải đổ cho đợi vài cơn mưa cho nó hạ nhiệt rồi mới dám bỏ nè. Mình nhìn sao mà biết nó hết phân hết sắp hết rồi đó, hết rồi đó. Giờ dồn à. cái đọt lá này là biết rồi. Đọt lá nó hơi hơi sáng màu phải không? Nó hơi khằn chút. Nó hơi khằn chút là đang chuẩn bị cho ăn nữa ha. Vậy cái hữu cơ là mình cho ăn mấy đợt thì hữu mình ngưng trong năm chứ sao? Hữu cơ một năm vậy là phải cho ăn nó 3 đợt. Ba đợt. Ờ, một đợt đầu hơi đậm, đợt sau nó vừa với đợt cuối hết á nó cũng vừa thôi, ít lại chút. Ví dụ như hồi trước cho đợt đầu 3 nắm, đợt sau 2 nắm, đợt sau nữa là 2 nắm. À, phân hữu cơ. Ừ. Tại vì nó phân hữu cơ đó về là bây giờ phân nhập không rồi cho ăn rất là tốt. Dạ. Phân hữu cơ là cách đây là chú Sáu cho nó ăn là cách đây bao lâu rồi? Nay cũng tháng mấy rồi ạ? Tháng mấy rồi ạ? Nhớ nha, cho em hay nóng em về cho nó ăn nha. Nè, lúc trước Hồng thấy như cây này nó có lạ gì đâu ha? Dạ. Giờ nó thấy ghê không? À. Đó. Cây này cũng chưa bẻ chưa gì hết nè anh chị ơi. Còn nguyên si ha. Nguyên si đây nè, thấy không?
mấy cái này dễ sợ không? Đồng nguyên si mấy cái này. Khu bên này là đa số là tàn thông để qua đây hết rồi phải. Không. Khu bên này là chú Sáu để tàn thông những cây lớn anh chị, để dành cho Tết mà ai thích kiểu như cây lớn tàn thông. Đây có cây là cưng nhất nè. Ghê lắm. Cây này dạng như là có nhánh tử dưới bự lắm anh chị. Này nó ra cân 2 nè. Nó ghê không? À. Nó là bây giờ nó mới ra cân 2 nè. Đây quay cho anh chị xem nè. Đó, cây 2 nó mới ra, bắt đầu ra thôi nè. Cái cây của em là mới con do là hồi cách đây tuần trước đó. Mới con đi cách đây tuần trước á. Mà mấy cây này là tôi tỉa mạnh lắm mà tôi tỉa tôi móc mạnh tay lắm á, trống hết luôn á, mà bây giờ mới có khoảng chừng có 2 tuần nay là bắt đầu nó bít trở lại nữa. À. Trống luôn á, dịp trống luôn. Vậy giờ cái cây của em giờ về để cho nó dài ra xíu rồi bẻ kẽm lại rồi mới đổi thục vô cho nó đều phong cây ha. Đấy, cây này nó có dáng động không? Nó hay kinh hồn, hôm Tết đem về nhà nó đẹp thôi. Cây này hình như Tết cho cái gì Vincom hay gì đó thôi không, phải không hả? Không, ở đây đem về nhà. À, đem về nhà của chú Sáu luôn hả? Đem về nhà chơi. Đem nhà chơi cây này nè. Hôm trời nó đông rộ nó tơi lắm. Con này con thú quá. Nó thú lai. Mẫu tử mà. Mẫu cái tử. Cái siêu phong mà mẫu tử. Trực siêu mà nó mẫu tử mà. Trực kêu bằng trực siêu chứ gì. Trực siêu. Mà trong mấy cái này nó có ý nghĩa tình cảm gia đình anh vậy ha. Ừ. Đó. Cây này. Cây này sửa ra giờ hết nói. Rồi bữa nay trời cũng hơi dễ trễ rồi. Vô em vô thu thập được một xíu kinh nghiệm về xử lý cây hai ở chú Sáu Bình Dương anh chị, mình xem có gì thắc mắc thì mình cứ để cái bình luận ở dưới ha. Bữa sau em sẽ xuống quay thêm nhiều cái chủ đề khác ở vườn chú Sáu Bình Dương sớm để cho anh chị có được nhiều cái clip mới nha. Còn tới đây em xin tạm kết thúc clip. Được. Xin chào và hẹn gặp lại chị các bạn. Cảm ơn chú Sáu Bình Dương con. Nha. Chào hết bà con anh em.